Thưa quý vị, liên quan đến hình ảnh logo rắn ngậm phong bì trong lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế vừa diễn ra, đại diện Bộ Y tế cho biết đã mời Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an để điều tra làm rõ. Bước đầu, Bộ Y tế xác định sai lệch là do lỗi của cán bộ kỹ thuật và sẽ có hình thức xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót. Ngoài sai hình ảnh logo chính thức của Bộ Y tế, tại hội trường buổi lễ, tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi này cũng gặp lỗi sai tương tự.